chào tất cả các bạn thân yêu. Nhà mình thì bữa nay có trên sân chơi mà chơi hồi tối chứ không phải là chơi sáng nay. Tại ngày hôm qua Cưng chở khách xuống party hả? Party hết. Cưng chở mấy người? Chở 5 người. Vậy Cưng chở rồi chừng nào Cưng chở từ thành phố hả? Xong rồi thứ ba đã lên là thành phố. Rồi Cưng nghe chuyện nào Cưng chở Cưng ở đây tới thứ ba luôn. Thứ ba là mơ chuyện nào. Hồi tối này thì Vinh ở lại nhà mình, ngủ ở nhà mình. Rồi sáng nay nè, rồi thẳng có xe của Vinh ở đây thì giờ tụi mình rủ Vinh đi xuống dưới thành phố chơi. Thì từ đây xuống biển thành phố chắc cũng khoảng chừng 50 cây gì. Đi tiếng á. Tiếng hơn ha. Mình đi vậy thì nó đỡ nắng một chút, tại vì tháng này là tháng nắng. Giờ này là cũng 11 giờ rồi. Giờ tụi mình sửa soạn để tụi mình đi xuống dưới thành phố chơi, ăn đồ biển. Tại vì thèm đồ biển. Hôm nay bữa hổm ra Nha Trang đâu có ăn đã đâu. Đâu có ăn đồ biển gì ngon. Thấy bữa đó mình ăn gì có ăn được gì đâu. Tôm hầm đó hả? Tôm xanh. Tôm xanh với tôm hầm khác nhau đúng không Cưng? Tôm hầm xanh. Hả? Tôm hầm xanh. Tôm hầm xanh. Nó ăn nó nè. Còn con tôm hầm ngon hơn tôm hầm gì? Thì tại vì con nó này nó nhỏ, con bự thì nó phải có nhiều bữa. Không phải đâu, có nhiều loại á. Nhỏ lắm, tôm hầm Canada cái càng bự á. Tôm hầm Canada. Alaska. Đủ kiểu à. Có con mấy kg, con bao nhiêu kg mình biết hết con nhiều. Ăn không có đã tại vì con ghẹ là người ta nói gì 800.000 ký thôi. Bữa anh ta nói ghẹ 800.000 ký thôi vô. Nhớ không? Tôm ghẹ. Ghẹ con không biết. Mà dưới dưới thành phố đâu ghẹ đâu. Không, ý là bữa hảo mình trong này ngoài mình ăn đồ biển không có đã. Bữa nay mình đi xuống dưới thành phố mình ăn đồ biển cho nó đã, nó ghẹ. Leo dạng rảnh rồi. Thì giỡn mà. Tối ngày mình ăn mình ngủ chứ mình có làm gì đâu. Ai cũng nói vậy hết trơn. Vậy giờ tụi mình chạy xe lên lậu rồi gửi xe ở nhà của chú ba gần đường lậu. Rồi mình phóng lên xe mình đi. Mời các bạn cùng đi với tụi mình nha. Phóng lên xe. Mình phóng lên xe rồi mình đi. Phóng xe xong hay đi bộ nha. Gì? Hay không lên xe xong hay đi chứ hay đâu có chạy. Đâu có chạy thì ngồi chứ ai đi. Hay nói hay đi hay không mình phóng lên xe rồi mình đi. Thì hay không lên xe xong rồi hay đi. 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 Con kìa. Thôi. Đi đòi nợ vậy. Coi anh Vinh kìa còn dữ dội. Đâu có sao đâu. Đồ con hay quẩy vỏ thì vậy ba. Cái gì à? Cũng đâu có sao đâu. Miễn sao mình có đầu mình đợi được. Ê, tôi chỉ vậy. Eo, miễn sao mình có đầu. Có đầu mình đợi được rồi chứ không. Mình lắc từ dưới ra đường là được rồi. Có sao. Mà bây giờ tôi nó đỡ nắng chứ tự nhiên cũng nắng dữ lắm. Bây giờ mình đi ra có lộ mình nói gì để cho biết đâu. Giờ mình đi lộ là cái căng lên rồi. Mình nói này á, Vinh lỡ xe. Kiểu nước dừa á. Nó nấu. Nó nấu. Như cái lò. Để lên máy xe cái nấu.
nóng như cái lò nóng 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 như cái lò hai ngày mày đó chưa? Chưa. Bài đó nhảy làm sao? Trời là nóng như cái lò. Anh Vinh đẩy lại cho anh Vinh. Đẩy này lại chưa? Hai. Trời ơi. Tay xe rồi kìa. Mắc cười quá à. Trời ơi tay kìa. Đâu ra mang dài mình lại cái gì. Nóng cưng dính gì bụi gì vậy anh? Ơ sao kìa. Nãy chui vô cái lùm nào vậy? Ba. Rồi chui vô vô. Chui vô. Ngồi đó hả Tiền? Ngồi đây cho hai ngồi, ngồi tỉnh sơ động. Rồi. Mình hai ngồi ba ghế. Rồi đã nha. Có được ca nữa không? Không, xuống dưới mới được ca. Xuống dưới mới được ca hả? Ừ. Ơi dạ. Ui, lên xe đợi nắng lá vô mà con mới nghe. Con mới đẹp. Cười ha, cười ha. Giang trọng cả một chiếc xe luôn. Có không? Đáng gì.
thời gian. Có nhiều cách để giết thời gian đó nha, ví dụ như đi ngủ hoặc là cao kê hoặc là lái xe. Xài hả? Mình nói chi ở đó nghe ca sĩ hát tối ngày lo trong mi không á.
sao? Dạ dạ. Anh tắt quạt. Đáng nè. Không có được nữa kìa. À, Dung với Vinh thì tụt xuống xe để ghé mua mấy trái xài. Thấy cô bác thèm có mua mặn không Dung? Thôi như đó ăn đủ một bữa. Thầy chua không Dung? Thầy chua hả? Dọc đường bán cho khách dẫn lai. Chị có bán mật ong, bán mắm tép, bán bưởi, bán bơm, bán mẫn cầu, bán dưa hấu, bán xài, bán mận. Mận nhiêu ký vậy vậy? 18.000 ký. Còn xài nhiêu vậy? Dạ. Mận 18, xài cũng 18. Mận gì gọt giùm thì gì không? Chị bán bánh phồng, bánh tán, bánh phồng đó hả? Dạ. Đúng á thì đang tập lái. Còn mấy tập lái ô tô, mấy tập lái ô tô. Còn cần có thi hát cho nó đỡ vô luôn.
khí. Chơi súng chơi lựu đạn không à? Chờ nghỉ chơi rồi giả thời dùng khí. Rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến đời. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây. Em gái răng với lý hào sâu, lâu châu mây với những địa lôi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà xuống đan này khi sạch nở sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tôi thơ mất năm nào. Vui cùng hương ngang cùng đàn trâu, với cây đa khấm chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế rong rêu. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với những câu, với những trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm ta mộ bia kia trong nghĩa địa. Bạn anh đó đang xây nguyện, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mà dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bên mai lên khói ấm tình thương. Bắc cơm dâu thắm mối tình quê, có con trâu có đường dâu, thiêng đường này mơ ước bao lâu. Tụi mình đi hồi nãy đi mấy giờ, giờ tới mấy giờ rồi Vinh? Dạ. Hả? Nhiêu phút? 1 giờ rồi. Đi cũng tiếng mấy hả? Cũng tiếng mấy rồi. Giờ mình tới biển rồi. Mình tấp vô ở đây là chỗ đậu xe của quán giữa mấy biển. Rồi mình đậu xe quán này mình vô quán khác được không anh? Trời, anh cho mượn cái nghe Vinh. Sao phải quả vậy nè? Bác người kéo hả thầy? Kéo kéo đi. Kéo đi. Dao. Có con dao nào đâu? Đây. Giống không? Cái gì vậy? Đi Vinh ơi, ở đây tổng cộng nhiêu quán anh? Anh áo đen, ở đây tổng cộng bao nhiêu cái quán? Khoảng 15 cái. 15 cái là ở này Hàng Dương hả? Ở cái biển Hàng Dương là 15 cái. Còn cái biển phía tên kia là biển gì? Tây Đô với... Tô đây Hàng với Hải Quán. Là bên kia nhiêu cái nữa? Hải Quán mới ra là cũng là chỗ một chỗ nữa. Nhiều quán chia ra cho người ta mướn thôi chứ nó không quá. Vậy hả? Thì nó là nên đầu tư cho người ta muốn. À. Còn trên kia nữa là của một chủ luôn mà ế quá nên ít khách. Tây Đô hả? Vậy là chỉ có Hàng Dương là đông đông khách thôi. Tây Đô là mở trước nhất ở đây mà. Nhưng mà cái nó cũng giống nhau không? Hay nó có khác nhau gì không anh? Cũng giống vậy. Vậy hả? Thì cái này là biển trước, còn cái Tây Đô là biển sau.
kiểu mình chứ sao, nó lấy đi vòng thôi. Đâu quá, đây đi thẳng lên chúng tới đây luôn rồi. Nó có một biển, một mình. Không có trước sao. Cũng à, cũng một cái bãi dài vậy thôi. Nhưng mà ở đây tới trước hả anh? Ở đây là sao? Ở đây là tới sau hả? Cái tới trước là nó qua rồi. Thôi mình đi vô. Vô đi, đi nắng. Tại vì mình có khi nào xuống đây đó, mình là lâu rồi mình có rất lần. À, em tên Mó Cài á. Mó Cài. Dạ. Gần mà. Dạ gần. Đây, quán này là quán Hoàng Lan. Bữa nay mình đi bữa thứ hai cho nên là vắng khách. Vắng khách. Hôm qua đông lắm. Dạ. Có nhà nghỉ luôn. Có chứ. Thôi nó qua nghỉ nhà nghỉ. Có nhà nghỉ kìa. Đúng rồi, có nhà nghỉ 20 phòng. 20 phòng hả chị? Ở đây có hải sản tươi sống. Thanh long thì là đen. Hải sản tươi sống, thanh long là thứ gì? Có thành phố con người không có thứ gì. Bua gan me, cá ngát kho tàu. Tiếp là nghêu hấp xả ghẹ gan me. Ở đây bộ đây có cây ATM luôn hay vậy? Này là bộ gà, không có thật ta ăn vậy. Lâu cá ngát. Ăn này có bà khẽ luôn. Ủa ăn có quẹt thẻ luôn hả chị? Ừ, đây, đây. Tiếc là em có không có thẻ để quẹt. Mì hải sản, cơm chiên hải sản. Mà ở đây quán bác để dài rồi. Mà ta ăn miếng tiền lẻ ta có đâu tới quẹt này. Chù ủ gắn mấy con chù ủ là con gì vậy chị? À, con chù ủ là con nghe như con ba khía vậy đó. Khoảng ba khía không? Nào giờ nghe cái càng nó bự hơn, cái càng nào giờ nghe chù ủ mà giờ mới. Ủa? Ở đây có chù ủ thiệt luôn hả? Ừ. Nó còn sống không chị? Nó còn sống không? Chết đâu ăn được. Em coi cái con nó thử được không? Chút nữa giờ em kêu em có. Dạ hả? Em có kêu thì chị mua giùm cho lên. Dạ hả? Chứ chị em có bán cái đó bên sao? Của nhà vườn nó bắt lên nó bán. Chứ mình mua mình để nó chết. Tại vì không có trói dây với nó cắn lộn. Để được cái 3-4 giờ còn nữa là chết nha. Đây đây cá đuối xào lăn. Ừ, nó ra ngon kỳ lắm ấy.